Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Không chịu thua Honda, Yamaha Enduit 155/2008 bung kệ, nâng cấp đồ chơi chính hãng cực khủng. Sắp tới có thể Yamaha Việt Nam sẽ tung ra rất nhiều phụ kiện và đồ chơi chính hãng cho cái mẫu xe tay ga Yamaha Enduit như kính chắn gió, ốp bồi lốc máy, tay sách sau, cổng sạc USB và giá để hàng trước. Yamaha Enduit 155 là dòng sản phẩm xe tay ga mới mẻ của nhà Yamaha, hướng tới đối tượng khách hàng là nam giới trẻ tuổi với phong cách thể thao và năng động. Có nói Yamaha Enduit 155 thực sự là mẫu xe tay ga kế thừa rất tốt từ cái mẫu Yamaha Novo trước đó, mang thiết kế rất thể thao và nam tính. Cái dòng xe mới này còn được trang bị thêm động cơ Roro giúp tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Bên cạnh đó là công nghệ VOA và SSS tích hợp giúp tối ưu hiệu năng vận hành cũng như giảm thiểu cái lượng tiêu thụ nhiên liệu của xe. Không muốn dừng lại đó, có vẻ như Yamaha Việt Nam đang có kế hoạch nâng cấp những trang bị thêm cho cái chiếc Yamaha Enduit như một số phụ kiện và đồ chơi chính hãng. Và mới đây, Yamaha Việt Nam vừa thực hiện khảo sát của người dùng về một số phụ kiện đồ chơi độ mà người dùng lắp thêm cho chiếc xe của mình, như là thêm kính chắn gió, ốp bồi lốc máy, tay lái sau, cổng sạc USB và cái giá để hàng trước. Theo cái phiếu khảo sát cho Yamaha đưa ra thì hãng đang nhắc đến một số thương hiệu sản xuất phụ kiện chính hãng như là Rizuma, Racing Boy, Sakura và một số thương hiệu khác, đương nhiên sẽ có cả phụ kiện chính hãng của nhà Yamaha. Việc Yamaha tung ra khảo sát nói trên khiến nhiều người tiêu dùng dòng xe tay ga Enduit rất là kháo nhau, có thể Yamaha Việt Nam sẽ cung cấp các phụ kiện đồ chơi hoặc là đồ chơi phổ biến mà người dùng đường lắp trên chiếc xe dựa theo kết quả của phiếu khảo sát này. Không những thế, có thể giá thành của các phụ kiện này nếu do Yamaha cung cấp sẽ có mức giá là mềm hơn, đảm bảo có chất lượng hơn so với các cửa hàng chuyên bán phụ kiện và đồ chơi cho chiếc xe máy. Dự đoán không hẳn thế là không có cơ sở, bởi Yamaha đương nhiên sẽ không tự nhiên khảo sát ý kiến người tiêu dùng về những phụ kiện cho xe như vậy. Nếu dự đoán này trở thành sự thật thì nhiều người tiêu dùng xe, nhất là nhà Yamaha nói chung và những người thích cái chiếc Yamaha Enduit nói riêng sẽ rất là phấn khích vì có thể mua được phụ kiện tốt ngay tại hãng. Hiện tại Yamaha Việt Nam đang phân phối cái mẫu Enduit ở Việt Nam với hai phiên bản động cơ là 125 và 155cc. Trong đó cái chiếc Enduit 125 còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Với mức giá của chiếc Enduit hiện nay tại các phiên bản hiện tại được bán từ ở mức là 39,5 cho đến là 51,5 triệu đồng chiếc, tùy từng đại lý và từng khu vực. Cảm ơn bạn đã dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.